Hello hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh channel của mình. Và đừng có quên nhấn like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi đến map 7 của cái bản Modern Day. Mới update từ cái bản này rất là hay các bạn ạ. Cực kỳ hay luôn. Rất là nhiều zombie mới. Rồi, có con New Spiper. Một New Spiper và một con nữa là con Super Fan. Ok, mình sẽ chọn một số cây của màn Modern Day. Màn Modern Day sẽ chọn một số cây. Vừa lại tốn khá nhiều kim cương, khoảng cỡ 4.000 kim cương để ra một con. Con này à. Đó. Để xem cây này có gì thú vị không. Tôi chọn bừa vài cây đi. Xuống lên. Có thể khả năng tăng tấn công, tăng lực tấn công cho các cây xung quanh. Ok, xe chấm đốt. Bạn này khả năng có một số lúc mà nó ra một số vết nứt, ra rất là nhiều quái các bạn ạ. Cực kỳ nhiều quái luôn. Ra nên nó chóng cả mặt luôn. Cây này khá là khỏe đấy. Chúng mình nhìn đây. Ồ, vết nứt. Chạm vết nứt lại. Phá váp luôn. Đẩy cả plan luôn. Còn ngu ngốc. Lại một con út. Không thể để cho nó đứng ở đây được. Xuống lên đây. Năm trăm vàng. Khá khó chịu với cái con sắt. Ok, để nguyên con sắt sẽ có một con chị. Đã tiếp tục với bàn 7, 3 sao, 2 sao. Mình sẽ bỏ Stunian đi. Tại vì đó là cây phá máy. Ok. Down.
Ui, đừng ăn hoa của anh. Nhiều bucket hết. Con này thật sự nó khá là trâu bò luôn. Nhiều cái nhìn nó còn phải sợ luôn đấy. Chuẩn bị ra biến nước rồi. Ồ, mình sẽ phải bỏ một số cây đi để trồng thêm cây mới vào. Chuẩn bị biến nước ra rồi. Đó, biến nước đó. Phá máy nào. Nguy hiểm luôn. Ok, phá máy của tôi đâu? Phá máy của tôi đâu? Nút. Ôi chết tôi. Chết tôi. Quá chủ quan với cây đấy luôn. Ok. Kim cương nào. Sức này vào vàng. Ok, video hôm nay đến đây kết thúc rồi. Và hy vọng là các bạn hãy like, subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất